Con cũng may mắn được biết là quý thầy trụ trì của chùa là cũng là một người con xa quê hương, nên là con muốn gửi bài hát này tặng đến thầy, cũng như là con chúc thầy thật là nhiều sức khỏe và thật là an lạc trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn thầy, con cảm ơn chùa rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được trân trọng cảm ơn đức ca sĩ thiện nhân.